Hi, Khánh Đơn chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Khánh Đơn TV. Hôm nay Khánh Đơn sẽ dẫn mọi người đến phòng sâm của một người anh là anh Ca, gọi là anh Ca Art. Hôm nay Khánh Đơn và anh Ca sẽ thực hiện một cái hình sâm mới trên người Khánh Đơn. Với Khánh Đơn thì mỗi hình sâm là một kỷ niệm, một dấu ấn trong cuộc đời mình. Có thể có người thì thích tự nhiên đi sâm, có người thì muốn có hình như bạn bè, nhưng mà Khánh Đơn thì khác. Khánh Đơn muốn là mỗi lần trong cuộc đời mình có một dấu ấn gì đó, như là con mình ra đời hay là ngày đặc biệt trọng đại của mình, thì sẽ có một cái hình sâm lưu lại trên cơ thể của mình, để khi mình nhìn vô cái hình sâm đó mình sẽ nhớ lại được cái khoảng thời gian đó, cái ký ức đó. Và bây giờ Khánh Đơn với anh Ca sẽ bắt đầu sâm hình. Cái hình này cũng khá là lớn, sẽ chiếm hết toàn bộ phần ngực của Khánh Đơn, thành ra là sâm cũng chắc rất là lâu. Còn sâm hình gì thì mọi người đợi coi hết clip mọi người sẽ biết nha, sẽ cho mọi người thấy cái hình từ từ hiện lên cho mọi người. Yeah. Một cảm giác rất là phê nha mọi người. Biến kia sâu thế nào không bằng tình anh em ta gắn bó từ lâu. Dù núi cao kia mòn cạn hết nước biển Đông, nhưng mà tình anh em khắc ghi sâu vào lòng. Một câu anh với em sẽ mang theo suốt đời, cho dù thời gian trôi tình nghĩa vẫn vậy thôi. Các bạn ơi, một cảm giác rất là phê nha. Vượt khó khăn tháng ngày, vùng vẫy giữa trời mây, bao lần gặp hiểm nguy ta cùng nhau đứng dậy. Cho dù không biết thân cùng nhau, hai dòng máu cháy khát nhìn đậm, gặp được nhau là phần duyên. Sâu thế nào không bằng tình anh em ta gắn bó từ lâu. Dù núi cao kia mòn cạn hết nước biển Đông, nhưng mà tình anh em khắc ghi sâu vào lòng. Một câu anh với em sẽ mang theo suốt đời, cho dù thời gian trôi tình yêu vậy thôi. Vượt khó khăn tháng ngày, vùng vẫy giữa trời mây, bao lần gặp hiểm nguy ta cùng nhau đứng dậy. Cho dù không huyên thấu cùng nhau, hai dòng máu cháy khát nhịp đập, gặp được nhau là vân duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh chảy nước mắt, một tiếng anh và em với nhau trước sau như một. Cho dù không huyết thống cùng nhau, hai dòng máu cháy khát nhìn đâm, gặp đường nhau là phần duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang trước sau như một. nhìn xem đời có mấy ai. Hai mọi người, bây giờ mọi người bắt đầu hình dung ra hình gì chưa? Chắc cũng chưa đâu đúng không? Từ từ mọi người sẽ thấy được cái hình ha. Vài tiếng nữa thôi. Wow, nghe hết hồn không? Cho dù bao hiểm nguy, anh vẫn bên cạnh. Tôi và anh khác nhau từ tính canh hay số phận, nhưng mà chân quý nhau bằng tình nghĩa. Anh vượt bao khó khăn, cùng giống tôi vươn giữa buồn, không thẹn với bản thân, vẫn hiên ngang vô cùng. Cho dù mai thế nào, dù khó khăn hay gian dao, ta vẫn luôn có nhau, vẫn treo sơn tình bạn. Ta cùng nhau sát vai, chẳng đất mau là vẫy vùng, giữ tròn tình nghĩa anh em bên nhau. Đau Nhìn xem đời có mấy ai sống với nhau hết lòng, và trong đời đâu mấy ai làm chi kỷ. Nhưng mà may mắn thay, cùng sát vai tôi tháng ngày, cho dù bao hiểm nguy, anh vẫn bên mình. Hai các bạn, sau 2 tiếng đồng hồ, 2 giờ đồng hồ đã hoàn thành xong cái hình này, là con gái Đồng Đồng của Khánh Đơn. Mọi người thấy không? Rất là nét nha, rất là rõ nha. Cái này là hình xăm mới. Còn bây giờ anh Ca và Đơn sẽ thực hiện một cái hình xăm mới nữa, là chồng lên cái hình cũ ngày xa xưa của Đơn ở bên đây. Đây là một cái hình mà thời Trà Châu Khánh Đơn xăm. Ai cũng có một thời Trà Châu đó mọi người. Hình cũ, hình thời Trà Châu đó mọi người. Ai cũng có một thời nông nổi. Trà Châu là thích thì đi xăm thôi, chứ không có ý nghĩa gì hết. Hôm nay Khánh Đơn muốn từ nó thành một hình xăm có ý nghĩa với mình. Cái hình này là hình con sư tử đó, mà con sư tử này mặt nó buồn quá, thành ra bây giờ Khánh Đơn sẽ làm cho nó vui hơn nha. Mọi người coi thành quả lao động nha, chuẩn bị coi nha. Cho dù mai thế nào, dù khó khăn hơi sáng giàu, ta vẫn luôn có nhau, vẫn cơ sở tình bạn. Ta cùng nhau sánh vai, trời đất bao la vời vụn, giữ tròn tình nghĩa anh em bền lâu, giữ tròn tình nghĩa anh em bền lâu. Hai mọi người, Đơn tự quay luôn cho mọi người thấy được cái hình, nó hình dung được cái như thế nào nha. Cơn gió thu bay nhẹ làm rụng bông hoa, anh đứng bên hiên nhà chiều xuân bóng ta. Bao ngày qua lòng chiều phôi pha, ân tình xưa dù em đã xa, vẫn đợi chờ, vẫn ngóng trong một điều viễn vông. Khi có em bên cạnh, thật lòng yêu anh, em đã hy sinh nhiều vì chuyện chúng mình, nhưng mà anh lại luôn vô tâm chiều bao tổn thương. Anh biết đâu rằng lỡ một lần phải đời trăm năm. Ngày em biến mất anh chẳng buồn, vì nghĩ em đi sẽ trở về. Đời rất lâu nhưng đâu còn em, anh biết mình sai thật nhiều lắm. Và anh biết cả cuộc đời này lầm lỗi kia không thể sửa lại. Gặm nhấm riêng anh một niềm đau không ai nhìn thấu, như giọt nước mắt không màu. Hi, chào mọi người. Hôm bữa thì Khánh Đơn và Anh Ca đã xong được một phần của cái bức tranh trên của Đơn. Nhưng mà hôm đó chưa xong vì thời gian xong khá là lâu nên ai cũng mệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới, cuộc hành trình này, và sẽ tiếp tục cái cho xong cái hoàn thiện cái hình xăm này nha. Đây là hình đồng hôm bữa mọi người thấy rồi. Đây vẫn chưa rõ nét về cái gì đâu, còn nhiều chi tiết lắm. Lát nữa thì song song mọi người sẽ hình dung ra được hết cái bức họa này. Bắt đầu chơi nha mọi người. Mọi người thấy hôm nay Anh Ca có tóc mới không? Tóc suông mới đi làm xong, đi nhuộm tóc không? Tóc lai ghê không? Lai cũng biết chịu, không biết nhiều bạc tiền mái tóc. Thì hôm nay quay hình luôn rồi không? Là mái tóc hoành tráng chưa đó. Các ai đi xong hình rồi các bạn biết cảm giác tim lên người tê tái mà nhìn cười. Về một người từng ở bên anh đánh đổi rất nhiều. Còn một cái tái thiệt đó. Lối của anh từ biến sâu rộng, không thể nào lắm đi cho đến khi hết kiếp này. Ngày em biết mắt anh chẳng buồn, vì nghĩ em đi sẽ trở về. Đời rất lâu nhưng đâu còn em, anh biết rồi nhé. Thôi xong rồi tới tất những xanh này, mai mốt nhớ đến đây xong rồi với Khánh Đơn nha. Địa chỉ là 251/60 Lê Quang Định, phường 7 quận Bình Thạnh. 251/60 Lê Quang Định, phường 7 quận Bình Thạnh. Còn em chạy xe ngang luôn anh, em không nhìn địa chỉ á, em cứ nhớ cái hẻm á. Em chạy một phát qua Nguyễn Đậu luôn. Vậy luôn hả? Chạy qua ngập tư Nguyễn Đậu chậm hồi luôn. Kêu, ủa, em mà nhớ tới 651 thôi nhưng mà 251. Trời ơi, em nhớ 651. Em chạy hoài, chạy đến 300 mấy, 400 mấy gì đó. Sao xa dữ vậy? Sao qua lên Nguyễn Đậu ơi. Em hoành lại. Bắt đầu lúc đó mới mở ra tiền địa chỉ lại. Xong cái chết rồi, sao quá 251 luôn. Tập lại, hoành lại. Trong đây đậu đi xe hơi nha mọi người, có thể đi xe tải vô cũng được. Đừng đi xe buýt vô thôi, đừng đi xe buýt vô là được rồi. Dù núi cao kia mòn, cạn hết nước biển đông, nhưng mà tình anh em khắc ghi sâu vào lòng. Một câu anh với em sẽ mang theo suốt đời. Trong thời gian trôi, tình nghĩa vẫn vậy thôi. Vượt khó khăn tháng ngày, vùng vẫy giữa trời mây, bao lần gặp hiểm nguy, ta cùng nhau đứng dậy. Cho dù không biết không cùng nhau, hai dòng máu cháy khát nhìn đậm, gặp được nhau là con duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá. Cho dù đang đứng trên đỉnh cao, tay xong cái tay mình nè, mà mình đâu đi nhắc đâu, sao xong chân đi cài nhắc rồi lại. Thế nào biến kia sâu thế nào không bằng tình anh em ta gắn bó từ lâu lâu dù núi cao kia cái phần bên đây là hoàn thiện rồi nha mọi người. Đây là cái đồng hồ và đây là cái cục hoa. Khá khi sâu vào lòng là ngày 4/4 của Lâm Đồng sẽ mang mới suốt đời cho sự thời gian trôi tình yêu vẫn vậy thôi. Nghe cái đồng hồ này chỉ có cái giờ sinh ra mình cũng sinh ra bao lần găm hiếm nguy ta cùng nhau đứng dậy cho dù không huyên thấu cùng nhau hãy dòng máu cháy khát nhịp đập gặp được nhau là vẫn duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá cho dù đơn diễn viên nổi tiếng qua sân hình luôn sẽ xảy ra luôn. Một cảm giác rất là tê và tái như bỏ tái chanh. Máu cháy khát nhìn đâm gặp đường nhau là phần duyên nên anh em chúng ta cả đời quý giá cho dù đang đứng trước tình đau hay lỡ bước khó khăn thế nào nhưng đã gọi bằng một tiếng anh và em với nhau trước sau như một đã gọi bằng một tiếng anh và em với nhau trước sau. Nhìn xem đời có mấy ai sống với nhau hết lòng và trong đời đâu mấy ai là truy kỷ nhưng mà may mắn thay cùng sánh vai tôi tháng ngày cho dù bao hiểm nguy anh vẫn bên cạnh. Tôi và anh khác nhau từ tính canh hay số phận. Cuối cùng cũng xong rồi nè mọi người. Mà trên quý nhau chưa được nhìn cái bằng tình nghĩa làm đời xong rồi quay cảnh anh vượt bao khó khăn cùng giống tôi vẫn giữa buồn không thẹn với bản thân vẫn hiên ngang vô cùng. Mọi người thấy đẹp không? Cái niệm điện gió cái quan trọng này là cái gì cũng đều đẹp. Không, ý là đừng xoay người anh để tôi quay đây, anh ngồi cho nó đủ sáng rồi. Mọi người, sau mấy ngày vất vả, thì ok xuống. Alo mọi người, sau mấy ngày vất vả thì đơn của anh Ca đã hoàn thành xong tác phẩm. Cái ý nghĩa của hình xăm này đây là đồng đồng, đây là cái đồng hồ, đây là đồng đồng con gái của Đơn, đây là cái đồng hồ ngày tháng năm sinh của đồng đồng ra đời, kim là chỉ vào cái giờ khắc mà đồng đồng chào đời. Còn đây là các bông hoa anh túc, hoa anh túc là hoa thuốc phiện, ý nói là đây là liều thuốc phiện của mình, chất gây nghiện đó, đồng đồng là chất gây nghiện. Còn đây là tên đồng đồng Ngày tháng. Tiếng Hoa và tên Huỳnh Như là tên vợ đơn bằng tiếng Hoa. 0909 là ngày tháng năm sinh của vợ đơn. Đây là ngày tháng năm sinh của Đồng Đông. Wow, quay sát sát cho mọi người thấy. Tất cả mỗi cái hình xăm trên người đơn đều có ý nghĩa nha mọi người. Đây là cái đôi cánh có chữ D là dành cho người con trai đầu tiên là Đông Đông. Đây là nguyên cái bàn tay này là dành cho con gái của đơn là An An. Cũng là Hoan Túc, cũng là Liều Thuốc Phiện. Đơn thích mọi sự kiện của mình, mọi dấu ấn của mình, đánh dấu cuộc đời mình bằng một hình xăm, để khi mình nhìn vô cái hình xăm đó thì mình sẽ nhớ về cái kỷ niệm đó, về cái khoảng thời gian đó, về cái dấu ấn đó. Các bạn nhớ nha, nếu mà ai mà muốn xăm hình nhớ liên hệ với đơn ha, comment ở dưới clip và đến địa chỉ là 251/60 đường Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là nhiêu anh? 0909 810009. Nhớ nha mọi người. Nói là bạn anh Khánh Đơn thì sẽ được giảm 50% nha. Là xong cái hình 10 triệu đưa lên 20 triệu giảm xuống 50%. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Hai mọi người. Khánh Đơn đi xong cái hình này. Ai đâu á? Bây giờ mới xong hồi nãy. Giờ mới về đến nhà. Còn rất là đau. Tại vì vết thương mà. Giống như kiểu lấy dao xé thịt mình vậy đó. Nhưng mà Khánh Đơn đi xong hình này mấy bữa nay mà không có cho vợ biết, muốn tạo bất ngờ cho vợ mà không biết, xong về vợ vui hay vợ buồn hay vợ chửi nữa. Đợt mình thử vô mình coi thái độ của vợ mình như thế nào khi thấy mình đi xăm hình quá trời như vậy. Kéo lên Hello vợ. Hello chồng. Làm gì á? Ơi Đồng Đồng ơi. Con làm gì á? Con nằm để con này được chán à? Ba này. Rồi. Dạ. Có nào cho vợ coi nè. Đừng có la chồng nha. Có quà tặng vợ nè vợ. Thì nguyên ngày hôm nay nhắn tin không trả lời là đi xăm hình. Mấy ngày rồi. Hình Đồng Đồng. Ơi, có ngày sinh vợ nè. Hình Đồng Đồng, ngày sinh của vợ. Tên của vợ là Đồng Đồng. Vợ dòng sắm đâu vợ? Anh Ca ạc. Anh Ca đóng phim của chồng á. Đây là ngày tháng sinh Đồng Đồng. Đây là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là thời khắc sinh của Đồng Đồng nè. Đây là các bông hoa anh Túc. Đẹp vợ. Đẹp nè, cỡ này. Đục đẹp luôn, không la. Không bị chửi. Đẹp nè. Đẹp không? Được thiệt không? Đẹp, màu đẹp nè. Đẹp không? Đồng Đồng nè, thích hình Đồng Đồng nè. Đồng Đồng, ba xăm con nè Đồng Đồng. Ba xăm con nè. Cái tim đồ, ngày sinh của vợ đồ, ngày sinh Đồng Đồng đồ. Yeah. May quá, không bị vợ la. Chào mọi người.